xe quân sự xuất hiện ở gần Poporna, miền đông Ukraine. Vào thứ Năm ngày 2 tháng 6, xe quân sự và máy bay trực thăng đã được nhìn thấy di chuyển gần khu định cư của Poporna ở khu vực Luhansk phía đông Ukraine, phía nam Severodonetsk. Khu định cư hiện thuộc lãnh thổ do Nga nắm giữ, đã bị đổ nát theo các nhà báo của Reuters và những người tiếp cận nó vào tuần trước. Hôm thứ Năm, người dân địa phương đã được nhìn thấy đang thu thập viện trợ nhân đạo của Đảng nước Nga Thống nhất. Cũng trong ngày thứ Năm, các nhân viên quân sự đã được nhìn thấy gần Poporna đang phóng một chiếc máy bay không người lái. Tình báo quân sự Anh tuần trước đã đưa tin rằng cuộc chiến ngày càng gia tăng ở khu vực Luhansk của Ukraine khi Nga tìm cách bao vây các thành phố của Severodonetsk, Lychen và Zhubytne,